Liên quan đến sự cố một số học sinh của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hà Nội gặp sự cố trong giờ thực hành môn hóa học, ngày hôm nay nhà trường đã họp xong hội đồng kỷ luật với giáo viên chịu trách nhiệm. Đáng chú ý là một công văn từ phía lãnh đạo nhà trường với mong muốn báo chí không đề cập đến sự cố này được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây phản ứng trong dư luận. Theo kết quả cuộc họp hội đồng kỷ luật trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng vào trưa nay, cô Mai Anh, giáo viên nhận trong lớp 12A2 trong giờ thực hành hóa học nhưng lại vắng mặt khi sự cố xảy ra, chịu hình thức xử lý ở mức cảnh cáo. Lãnh đạo nhà trường cho rằng trong quá trình Diệp Anh và các học sinh bị bỏng, giáo viên Mai Anh đã sơ cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện và hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, kết quả này nhà trường không thông báo cho Diệp Anh cũng như gia đình. Đã triệu tập cả học sinh lẫn phụ huynh đến để làm việc trước, cũng có các công tác về tư tưởng cho các em. Như tôi đã nói là vì các em nó cũng ở cái tuổi nó cũng chưa lớn, rồi sắp tới thì các em lại có một cái kỳ thi cũng rất quan trọng, nên là cái việc tiến hành kỷ luật đối với các học sinh này mình cũng thận trọng. Dù trước đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quan điểm của Sở chỉ đạo là rất nghiêm khắc trong sự việc này. Theo đó, nếu sự việc xảy ra khi đã hết giờ thực hành, nghĩa là các em cố tình vi phạm nội quy thì xử lý khác. Còn nếu xảy ra vô tình trong giờ học, mức xử lý sẽ khác. Đề nghị các báo chí ngừng đưa thông tin về vụ việc là chính xác. Đúng là có một cái gọi là cái công văn như thế. Với cái ý nguyện của nhà trường là làm giảm các cái thông tin nhiều chiều, trái chiều, làm nó ảnh hưởng đến học sinh của lớp 12A2 nói riêng và học sinh của nhà trường nói chung. Tuy nhiên, công văn này khiến dư luận bức xúc vì cho rằng nhà trường muốn bưng bít, bao che sự việc. Còn nữ sinh bị bỏng nặng Diệp Anh và gia đình từ chối bình luận về thông tin này vì cho rằng nhà trường tất nhiên là không muốn báo chí đề cập đến sự cố.